quý ông bà, cô bác, anh chị em gần xa, trong và ngoài nước, vợ chồng và Vũ Liên rất cảm ơn tình cảm của quý khán giả đã dành cho Hoàng Vũ Liên như YouTube Hoàng Vũ Liên rất là nhiều. Một lần nữa, Hoàng Vũ Liên xin chúc quý ông bà, cô bác, anh chị em gần xa được dồi dào sức khỏe. Vợ ơi, bà xã Liên Trần ơi, bữa nay là ngày 29 tháng 7 năm 2023. Chúng ta đã quen nhau và sống bên nhau được 6 năm rồi. Năm đầu tiên là 29 tháng 7 năm 2017. Bây giờ đã 6 năm rồi. Hôm nay là kỷ niệm 6 năm vợ chồng mình sống bên nhau. Thời gian qua anh rất cảm ơn em. Lúc buồn, lúc vui, và cũng có những lúc anh buồn nhất, ngã gục, đều có em bên cạnh an ủi và chia sẻ động viên tinh thần của anh. Thì hôm nay anh không có gì hết, anh chỉ có mua cái nhỏ bông thôi, kỷ niệm ngày vợ chồng mình 6 năm. Anh hy vọng thì thời gian gần đây sau này em sẽ về luôn để vợ chồng mình được đoàn tụ. Tới đó mình sẽ làm một cái tiệc, cái lễ là nó sẽ linh đình để lớn hơn cái này. Hôm nay thì anh chỉ có đôi lời nói với em như vậy, tại vì ở xa anh không có nói trực tiếp được, anh chỉ nói qua bằng điện thoại. Kỷ niệm ngày 6 năm vợ chồng mình, anh chỉ chia sẻ mấy nhiêu đây thôi. Một lần nữa, Hoàng Vũ Liên cũng kính chúc quý ông bà, cô bác, anh chị em gần xa được nhiều sức khỏe, làm ăn phát tài phát lộc. Và xin cảm ơn. Thank you.